Đến với kênh Thế Giới Crypto. Trong video ngày hôm nay 15 tháng 11, mình sẽ hướng dẫn các bạn mở thẻ combo và mật mã của 11 dự án. Dự án đầu tiên sẽ là MemeFi và mật mã của ngày hôm nay sẽ là 13324. 13324. Như vậy là mình đã nhận được 1.500.000 xu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Tham Farm. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào mục kiếm, sau đó thì vào lời tiên tri của thời gian. Tiếp theo thì nhấp vào quyển nịch. Tiếp theo các bạn sẽ nhấp vào số 2024 kéo lên để chọn 2016. Và đây thì chúng ta sẽ nhấp cái mũi tên quay trở lại tháng 1 nhé. Và chọn ngày 14, nhấp vào mục set. Kết quả là 14 tháng 1 2016, nhấp vào kiểm tra ngày. Như vậy là mình đã nhận được phần thưởng 100.000 xu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Owners. Chúng ta sẽ vào mật mã này. Cụm từ đầu tiên sẽ là 951. Cụm thứ hai là 6549. Cụm thứ ba là 836. Hình như bị lỗi một chút. Cụm từ này đang bị sai sao, mình nhập đúng rồi mà vẫn không thấy nó hiển thị nên luôn. Mã code này của cái group này nó đưa mình đang bị sai. 836 không phải thì mình thử nộn lại là 863 nhé. Vẫn không đúng. Các bạn chờ mình một chút để mình đi lấy cái mã code của cái con owner này nhé. Mình vừa tìm ra một cái mã này thì nó sẽ là 386 nhé. 386. Như vậy là mình đã mở khóa thành công. Các bạn lưu ý là với cái mã thứ 3 thì nó sẽ là 386, nó đang bị lộn lại nhé. Cái mã này ở group này nó đưa cái mã sai. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một dự án Vertex. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào mũi tên ở bên cạnh này. Và chiếc thẻ đầu tiên là chiếc thẻ này nhé. Đây là chiếc thẻ thứ hai, thẻ thứ ba. Sorry các bạn, nó đang bị lỗi mất rồi, tự nhiên nó thoát ra. Đây là chiếc thẻ đầu tiên này. Và đây là chiếc thẻ thứ hai, thứ ba. Chiếc thẻ thứ tư là thẻ này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Mazo. Mình không hiểu tại sao cái con này ngày hôm nay mình chờ phải đến 10 phút rồi mà vẫn không vào được ý. Mình thoát ra vào lại mấy lần vẫn không vào được, nó đang bị lag. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái ảnh thẻ của nó ngày hôm nay nhé. Đây là cái bộ ảnh thẻ combo của dự án Mazo ngày hôm nay. Các bạn sẽ mở lần lượt từ số 1, số 2, số 3, số 4 theo đúng cái bảng mẫu này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với dự án Tomato. Đầu tiên thì chúng ta sẽ claim phần thưởng đào coi và claim thêm 5.000 cái đồng tomato ở cái mục mũi tên này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào mục tag ở đây. Ngày hôm nay ở cái mục bonus này nó có thêm 3 nhiệm vụ thì các bạn sẽ mở ra để làm nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào mục star ở đây. Với cái mục nhiệm vụ trên YouTube này thì thường thì chúng ta sẽ chỉ phải like bài viết thôi chứ cũng không phải xem video. Ngày hôm nay thì nó lại ra. Với những cái video của dự án này thì chúng ta có thể là xem khoảng vài giây, sau đó thì chúng ta quay trở lại để nhập cái mã thẻ của ngày hôm nay. Rồi chúng ta chờ một lúc và nhấp vào claim nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấp vào dấu hỏi và mở thẻ của ngày hôm nay. Đây là thẻ số 1 này. Và thẻ số 2 ở ngay bên dưới này luôn. Và đây là thẻ số 3.
Như vậy là mình đã mở thẻ thành công, hôm nay được có 6.000 thôi các bạn nhé. Hôm nay phần thưởng rất là thấp. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Card ID Power. Với dự án này thì ngày hôm nay mình thấy nó có giao diện mới, bắt đầu là mình thấy tối qua đã có rồi nhé. Đấy, thì các bạn có thể là làm thêm một số những cái nhiệm vụ mới của dự án hoặc là chúng ta vẫn mở thẻ bình thường. Rồi chúng ta sẽ vào mục Zone ở đây. Và chúng ta sẽ tìm chiếc thẻ đầu tiên ở trang số 1. Đây là chiếc thẻ đầu tiên này. Chúng ta sẽ tìm thêm chiếc thẻ thứ hai. Và đây là thẻ thứ hai. Thẻ thứ ba thì chúng ta sẽ tìm ở cái trang này nhé, trang số 2 này. Các bạn chờ một lúc để cho nó nát, sau đó chúng ta sẽ tìm ngôi nhà Facebook. Đây. Đây là thẻ thứ ba của ngày hôm nay. Như vậy là mình đã mở thành công 3 chiếc thẻ để nhận được 7 triệu 500 nghìn xu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Spell One App. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tap tap vào quả trứng này, sau đó thì nó sẽ chuyển chúng ta đến mục check in. Rồi chúng ta sẽ check in xong thì nhấp vào mục quit ở bên dưới này. Chúng ta vào mục Dine. Thẻ đầu tiên là cây bút, thẻ thứ hai là đầu ngựa, thẻ thứ ba là tia sét và thẻ thứ tư là pha lê tím. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với dự án HoldCoin. Đây là cái bảng mã cốt của dự án HoldCoin, các bạn sẽ sắp xếp lần lượt từ số 1 cho đến số 12 theo đúng bảng mẫu này thì chúng ta sẽ nhận được là 1.000 cái đồng diamond. À, tiếp theo chúng ta sẽ đến với dự án Spell One App, Pixelverse chứ, đang nhầm mấy dự án. Rồi chúng ta sẽ vào mục phần thưởng, nhấp vào mục chơi. Và thẻ đầu tiên của ngày hôm nay sẽ là chiếc thẻ này. Và đây là thẻ số 2. Ô, mình thấy cái thẻ ngày hôm nay cứ bị sai sai. Thẻ số 3 này, thẻ số 4. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào kiểm tra. Thẻ ngày hôm nay cứ thấy nó sai sai thế nào ấy. Bộ thẻ này mình đang thấy nó sai sai mà không hiểu tại sao mình nhấp vào kiểm tra nó không được nhé. Con này bị đơ mất rồi. Thôi bây giờ chúng ta sẽ đến với dự án Gamecoin nhé. Bạn nào mở theo mẫu này được thì chúng ta sẽ mở nhé. Đây là mã code của dự án Gamecoin ngày hôm nay và 3 chiếc thẻ trong bộ combo. Bây giờ thì mình sẽ vào trong tài khoản để hướng dẫn các bạn thao tác. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào Dine code này. Chữ S có 3 chấm tròn. Chữ W sẽ có 1 chấm tròn 2 gạch ngang. Chữ A có 1 chấm tròn 1 gạch ngang. Chữ R sẽ có 1 chấm tròn 1 gạch ngang, một chấm tròn. Chữ M sẽ có 2 gạch ngang. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với mục mở thẻ này. Các bạn sẽ vào Dine Combo. Thẻ đầu tiên sẽ trang số 1. Đây là chiếc thẻ đầu tiên. Rồi chúng ta tìm chiếc thẻ thứ hai. Đây là chiếc thẻ thứ hai này. Và chiếc thẻ thứ ba mình thấy hình như là nó ở trang số 4 hay sao nhỉ? Số 3. Trang này xem nào. Và trang số 3 tìm các bạn nhé. Đây là chiếc thẻ thứ ba của ngày hôm nay. Như vậy là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn mở thẻ của 11 dự án. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Chúc các bạn thao tác thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.